Mặc dù đã bị mẹ cưới gái bên ngoài rồi nha. Chào các bạn, hôm nay vợ chồng mình lại tiếp tục đi câu lươn. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vợ mình thôi nhé. Mặc dù đã bị mẹ cưới gái bên ngoài rồi nha. Xin chào bạn, hôm nay vợ chồng mình lại đi tiếp tục đi câu câu lươn. Đây, vợ mình đang câu cái lỗ lươn này khá là khôn, nó ăn phải đến tầm 3 lần rồi. Đấy, thấy chưa, nhấc lên nhấc xuống. Các bạn thấy mình câu lươn có được không? Đấy, các bạn nếu mà có cái ý kiến đóng góp gì thì cứ để lại ở phần dưới video nhé. Bạn thấy bắt lươn nó khó, cái này bỏ rất là khó này. Nên là mình khi mình đi câu mình nhớ mình mang cái lưới này đi để vì tránh cái việc mà nó tuột thì cái là rất là mất.
Cho cả tay vào mới chắc hẳn đấy ạ. Con này may là móc được vào cái miệng của nó nhỉ, nên kéo lên được thôi. Con tuột lên đến đây rồi vẫn còn cái móc vào miệng.